rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, D, carotin, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết, gel nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới mau phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gel nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong, bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch. Bạn sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần trên một tuần. Trong một thời gian sẽ cảm nhận được kết quả, bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn thịt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc, giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh. Cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và sơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng một năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện Ung Bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết. Kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được. Mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình, nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống, sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ban ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sau ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn, mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ, tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện Ung Bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái oan xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam, vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy.
Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng một tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị ứng, khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Trái của cây an xoa nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng, cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa, nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên, hạt hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông mịn, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chảo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, xương vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Sưng đỏ đến đâu, bôi đến đó. Bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều,
có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngòi ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây sả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lưng, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây sả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu, mua ở siêu thị, lọ extra vingin là dùng được cho da và tóc. Một cây sả ngắn, mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi hoặc vỏ cam chanh, cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê, họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam, chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun. Cắt xả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được. Đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản. Dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả. Để nhiệt độ phòng là được. Chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà. Cách chữa hết gầu bằng cây sả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa, làm ấm rồi massage khắp da đầu. Có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội, sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ. Nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc bết khó chịu. Tác dụng của cây sả. Sả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt. Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét.
có tác dụng chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này nhờ chứa axit cyanhydric là một vị thuốc mát thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ màng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ màng trầu. Cách 1. Dùng cỏ màng trầu. Lấy một nắm cỏ màng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ màng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ màng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ màng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2-3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, xù mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc trong một tuần với tỏi. Trong tỏi có nhiều vitamin và chất chống oxy hóa nên giúp làm đẹp da, giảm rụng tóc nhanh chóng. Nguyên nhân rụng tóc. Rụng tóc ở nữ giới thường xảy ra vào mùa đông. Vào mùa này, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là rất ít. Do cơ thể không tổng hợp đủ vitamin D nên mùa đông được xem là nguyên nhân gây rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Rụng tóc ở nam giới thường xảy ra vào mùa hè. Do phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên da đầu đổ quá nhiều mồ hôi. Nó gây ra viêm tuyến nhờn, làm xuất hiện các đốm trên da đầu, dẫn tới ngứa, trầy da và rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nước mưa pha trộn với nhiều chất gây ô nhiễm khác có thể gây hại cho tóc. Trường hợp bị nám tóc sẽ dễ bị rụng tóc bất kể vào mùa hè hay mùa đông. Chữa rụng tóc với tỏi. Trong tỏi chứa các vitamin B1, B2 và vitamin E, vitamin B1. Các vitamin B2 có trong tỏi khác với loại vitamin B2 về hóa chất thông thường. Nó có chứa các axit hoàng tố đơn hạt và hoàng tố nhị hạt, là chất men chuyển hóa các chất protein cần thiết. Sự chuyển đổi này có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da, giữ cho da đẹp hơn. Vitamin E có trong tỏi có công dụng tăng thêm sức đàn hồi của huyết quản, chống lại bệnh hoại huyết, giải độc, làm ức chế sinh hắc tố và làm lắng động các sắc tố khác thường. Tỏi có thể dùng để phòng ngừa da lão hóa hay da đồi mồi. Tỏi có tác dụng làm cho da mềm hơn, chống nắng, tẩy vết đốm, công dụng làm trắng da, chống bạc tóc, chống rụng tóc, trị mụn cực kỳ hiệu quả. Cách 1. Rụng tóc từng đám hay từng mảng đầu thì dùng tỏi bóc sạch vỏ, nghiền nhuyễn được một chất dịch như cháo, đắp chất lỏng này lên chỗ tóc rụng để 2 giờ, sau đó gội đầu thật sạch bằng xà phòng tắm hoặc nước gội đầu. Mỗi ngày làm một lần, liên tục trong 7 ngày đến 10 ngày, nghỉ 10 ngày lại làm tiếp đợt 2. Cách 2. Giả tỏi lấy nước bôi lên da đầu, massage nhẹ cho da đầu để máu có thể lưu thông, cung cấp dưỡng chất cho tóc một cách tốt nhất. Có thể bên cạnh đó, tinh dầu tỏi cũng được thấm sâu vào da đầu và chân tóc, giúp giảm tình trạng rụng tóc. Tích cực sử dụng biện pháp này trong vòng 2-3 tháng,
bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó. Hoặc bạn có thể làm theo cách sau: một thìa tinh dầu vitamin A hoặc E, một thìa mật ong, một thìa tinh dầu thầu dầu, 1 đến 2 nhánh tỏi, một lòng đỏ trứng gà và 2 thìa tinh dầu ô liu. Bạn trộn tất cả những thứ trên với nhau tạo thành hỗn hợp. Sau đó bạn bôi hỗn hợp này lên tóc từ chân tóc đến ngọn và dùng khăn quấn và ủ tóc trong vòng 30 phút. Sau đó gội sạch lại với nước. Với cách này, bạn thực hiện thường xuyên và đều đặn, bạn sẽ ngăn ngừa được chứng rụng tóc một cách hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón ngủ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A, khi vào đến cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, chữa khái, hóa đàm.
Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch các khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1 đến 2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tóc bạc sớm không chỉ làm bạn mất thẩm mỹ mà còn làm bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Với cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, bạn có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm chỉ trong vài nốt nhạc ra nhé. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm: do yếu tố cơ địa. Màu tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Khi sắc tố này bị rối loạn sẽ dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm tối màu và mất đi độ bóng mượt. Thiếu hụt vitamin. Thiếu hụt vitamin làm sức khỏe trở nên yếu, giảm khả năng chống chọi với bệnh tật. Thêm vào đó là tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, khi bổ sung các vitamin, bạn cần dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa vitamin nhé. Do gặp phải các vấn đề về tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp làm cho hormone sản xuất ra có nguy cơ bị đình trệ. Tóc yếu và ngả màu, dễ bạc trắng. Stress. Nếu bạn thường gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống, thi cử trong thời gian dài cũng sẽ dễ gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa. Dầu dừa được xem là một thần dược tự nhiên trong làm đẹp, không chỉ có tác dụng dưỡng da tốt mà còn chăm sóc tóc mềm mượt, hiệu quả. Trong dầu dừa có chứa nhiều dinh dưỡng và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc một cách khỏe mạnh. Chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho 1 đến 2 muỗng dầu dừa ra chén, thêm vào vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Massage nhẹ nhàng chừng 15 phút, sau đó gội đầu thật sạch. Thực hiện tuần 3 lần, mái tóc hoa râm của bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho mái tóc mềm, đen đúng nghĩa. Bạn biết không, ngoài dầu dừa, hà thủ ô đỏ cũng được xem như một dược liệu quý giúp ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm. Đơn giản, bạn chỉ cần đun hà thủ ô rồi uống thay trà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức trị rụng tóc bằng rau dền cực hiệu quả. Bạn có tin, chúng ta cũng có một công thức trị rụng tóc bằng rau dền vô cùng hiệu quả. Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, nước trà xanh, bùa kết đã quá quen thuộc với bạn rồi. Vậy trị rụng tóc bằng rau dền thì sao nhỉ? Nhắc đến rau dền, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món canh thanh mát, những món salad vị ngày hè. Thế nhưng bạn có biết, đằng sau những món ăn hấp dẫn ấy thì rau dền còn được biết đến là một thực phẩm hữu hiệu ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc hết sơ rối. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị này qua bài viết dưới đây bạn nhé. Khả năng trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Trong đông y, rau dền được coi là một thảo dược quý bởi tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải độc tố cho cơ thể, bổ thận, lọc máu. Thành phần dinh dưỡng có trong rau khá đa dạng,
với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Đây chính là những điều kiện lý tưởng để đẩy lùi những triệu chứng rụng tóc thường thấy và giúp mái tóc trẻ lâu. Dựa vào kết quả của các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong rau dền có nguồn vitamin B1, B6, B12, PP, các loại khoáng chất, folic và magnesium, đặc biệt là vitamin A dồi dào, giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giữ tinh thần được thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những yếu tố để bạn có một mái tóc khỏe mạnh, hết sơ. Tự tin với mái tóc đẹp với cách chữa rụng tóc bằng rau dền. Hàm răng, mái tóc là gốc con người. Do đó, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe không chỉ mơ ước của riêng phái đẹp mà còn của cả nam giới. Thật khó có thể phủ định rằng một mái tóc đẹp chính là cầu nối cho sự tự tin, giao tiếp công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Thử tưởng tượng khi bạn gặp những vấn đề về tóc rụng, sơ, rối, chẻ ngọn. Ngay cả việc bạn tạo kiểu tóc yêu thích cũng khiến bạn trở nên lo hay, lúng túng. Để chấm dứt tình trạng này, thay vì việc lựa chọn các sản phẩm hóa chất, đắt tiền, đôi khi lại mang đến kết quả không như ý muốn. Ngay tại nhà thôi thì bạn cũng có thể xóa bỏ nỗi lo tóc rụng chỉ đơn giản bằng rau dền. Ngứa da đầu cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều. Cách trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Bí quyết trị rụng tóc bằng rau dền được thực hiện khá dễ dàng. Bạn chỉ cần lấy lá rau dền, đem rửa sạch rồi giã nhỏ rau để ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy bông gòn để thấm phần nước cốt của rau, thấm lên da đầu, tập trung thấm nhiều hơn ở những vùng bị hói, hạt rụng nhiều. Tiếp đến, bạn massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau dền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, đồng thời kích thích hoạt động của các tuyến nang tóc phát triển trở lại. Áp dụng thường xuyên cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn và tóc còn mọc nhiều hơn một cách đáng kể. Một cách khác có thể áp dụng là bạn xay nhuyễn rau dền để tạo thành dung dịch bột nhão. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da đầu 30 phút. Trong thời gian này, chất patani có trong chất xơ của rau sẽ hỗ trợ mái tóc của bạn nhanh dài chỉ trong một thời gian ngắn, đồng thời giúp bạn loại bỏ những căng thẳng cực nhanh. Sau mỗi lần ủ tóc, không ai khác mà chính bạn có thể cảm nhận sự thư thái, thích thú, thú vị này. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi sử dụng rau dền để chữa rụng tóc là bạn nên dùng rau dền đỏ thay vì rau dền trắng. Bởi hàm lượng chất beta-xanthin và chất beta-siamin có trong rau dền đỏ sẽ giúp quá trình chống oxy hóa cho tóc cũng như phòng chống các bệnh về ung thư, tim mạch tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ hôm nay về cách trị rụng tóc bằng rau dền đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm hay việc chăm khéo mái tóc của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm,
với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.